Chủ đề giáo dục địa phương 6 tuần này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về biển báo giao thông đường bộ năm 2021. Biển báo giao thông đường bộ được chia thành 5 nhóm chính. Thứ nhất là biển báo cấm. Thứ hai là biển chỉ dẫn. Thứ ba là biển báo nguy hiểm. Thứ tư là biển hiệu lệnh. Và thứ năm là biển phụ. Trước tiên, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về biển báo cấm. Biển báo cấm là biển báo hình tròn, nền trắng, viền màu đỏ, hình vẽ màu đen. Trên hình là nội dung cấm dành cho các phương tiện cơ giới hoặc người đi bộ. Đây là loại biển báo quan trọng nhất, thể hiện những điều cấm không được thực hiện. Nếu vi phạm là bị phạt ngay. Do đó, các em cần phải lưu ý đến loại biển báo cấm này nhé. Sau đây là các biển báo cấm. Các em hãy quan sát những biển báo cấm dưới đây. Thì ở lứa tuổi học sinh, các em thì các em lưu ý giùm cô một số biển báo cấm sau đây. Thì hàng thứ nhất các em lưu ý giùm cô đó là biển báo cấm người đi bộ. Ở hàng thứ hai thì có biển cấm đi xe đạp, dừng lại, cấm rẽ trái, cấm rẽ phải, cấm quay xe, cấm vượt. Ở hàng thứ ba thì các em lưu ý biển báo đường cấm, cấm dừng và đổ xe, cấm đổ xe. Và hàng cuối cùng thì các em lưu ý biển báo cấm bóp còi. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về biển chỉ dẫn. Biển chỉ dẫn là biển báo hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền màu xanh dương, hình vẽ và chữ màu trắng. Trên hình là những chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều mà người đi đường cần biết. Biển chỉ dẫn là nhóm có nhiều biển báo nhất với 47 kiểu. Mỗi kiểu có một hoặc nhiều biển có ý nghĩa tương tự nhau. Các em hãy quan sát các biển chỉ dẫn sau đây. Thì ở lứa tuổi các em thì các em lưu ý giùm cô các biển chỉ dẫn sau. Ở hàng đầu tiên thì các em lưu ý biển chỉ dẫn đường một chiều và khu vực quay xe. Ở hàng thứ hai thì các em lưu ý biển chỉ dẫn hạn chế tốc độ tối đa trên đường đối ngoại. Và hàng cuối cùng thì các em lưu ý giùm cô biển chỉ dẫn hướng đi trên mỗi làn xe theo vạch kẻ đường. Loại biển báo thứ ba đó là biển báo nguy hiểm. Biển báo nguy hiểm là biển báo hình tam giác đều, nền màu vàng, viền màu đỏ, hình vẽ và chữ màu đen. Trên hình là mô tả sự việc báo hiệu, cảnh báo trước về những nguy hiểm có thể xảy ra.
Biển báo này không bắt buộc người điều khiển phương tiện phải thực hiện một hành động nào. Sau đây là một số biển báo nguy hiểm. Thì các em lưu ý giùm cô một số loại biển báo nguy hiểm sau đây. Ở hàng thứ nhất thì các em lưu ý giùm cô biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn và giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Ở hàng thứ hai thì các em lưu ý giùm cô biển báo đường người đi bộ cắt ngang và đường người đi xe đạp cắt ngang. Và hàng cuối cùng thì các em lưu ý giùm cô các biển báo nguy hiểm sau đây: đường cao tốc phía trước và đặc biệt là biển báo đường thường xảy ra tai nạn. Loại biển báo thứ tư đó là biển hiệu lệnh. Biển hiệu lệnh là biển báo hình tròn, nền màu xanh dương, hình vẽ màu trắng. Trên hình là những hiệu lệnh mà người tham gia giao thông phải thực hiện. Biển báo này gồm 10 kiểu, mỗi kiểu có một hoặc nhiều biển ý nghĩa tương tự nhau. Các em lưu ý các biển hiệu lệnh sau đây. Ở hàng thứ nhất, ta có các biển hiệu lệnh đó là đường dành cho người đi bộ, đường dành riêng cho xe thô sơ, các xe chỉ được đi thẳng, các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái, và các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải. Ở hàng thứ hai thì có các biển hiệu lệnh sau đây: các xe chỉ được rẽ trái, các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải, các xe chỉ được rẽ phải, tốc độ tối thiểu cho phép và hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Ở hàng thứ ba thì các em lưu ý cho cô biển hiệu lệnh nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến. Và loại biển báo giao thông đường bộ cuối cùng đó chính là biển phụ. Biển phụ là biển báo hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền trắng, viền đen, hình vẽ hoặc chữ viết màu đen. Biển phụ được đặt ngay phía dưới biển chính, bổ sung và kết hợp ý nghĩa cho các biển chính. Các em hãy quan sát các loại biển phụ dưới đây. Biển phụ gồm có các kiểu từ 501 đến 510, có kích thước khác nhau. Các em hãy quan sát các loại biển phụ dưới đây. Thì biển phụ thường đặt kết hợp với các biển báo chính, trừ biển số 507 ở hình kế bên về hướng rẽ được sử dụng độc lập. Về nhà, các em hãy xem lại bài để nắm được 5 loại biển báo giao thông đường bộ. Tuần 9, thứ 3 ngày 2 tháng 11, các em sẽ có bài kiểm tra định kỳ gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Cô sẽ gửi đường link để các em làm trên Google Form.
Thì để chuẩn bị cho bài kiểm tra này, các em hãy về nhà xem lại các video từ tuần 2 đến tuần 8 và 20 câu hỏi ôn tập cô gửi cho các em. Tiết học tuần này đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau. Chúc các em ôn tập thật tốt để làm bài kiểm tra ở tuần 9 thật tốt nhé.